tại dự thảo dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới nhất. Sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, ban soạn thảo đã bổ sung hoàn thiện quy định về tuổi của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Đáng chú ý, thay vì giữ đề xuất người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy, ban soạn thảo sửa đổi đề xuất người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển loại xe này. Để giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ cho trẻ, tại dự thảo luật trật tự an toàn giao thông cũng quy định bộ giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với bộ công an và các bộ ngành có liên quan xây dựng tích hợp lồng ghép kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ vào chương trình giảng dạy trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng ngành học cấp học